Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình đang ở tiệm mèo sen đây. Bây giờ là 3 rưỡi chiều này. Chúng nó ngủ dậy này, chúng nó bắt đầu chơi đây. Mình có cái con sâu này từ đời rồi mà chúng nó vẫn thích đây. Kinh bi mình gạo này, bim bim này. Trên là trùng mới pha. Đây các bạn. Trùng mới pha các bạn thấy xinh không? Đứa nào đứa lấy mặt cũng to tròn bánh bao luôn. Hôm nay là chủ nhật. Kinh mi mình gạo mình sắp phải chia tay hai bạn này rồi mọi người ạ, buồn lắm. Hai bạn này sắp được vào Đà Nẵng rồi. Úi dồi ôi. Hai đứa này vào nhớ lắm. Đây pha đây. Cái con sâu này. Đứa nào cũng thích con sâu luôn. Mà con sâu này làm gì còn chuông nữa đâu. Cứ có con sâu ở chúng nó gặp chúng nó tha đi. Đấy như kinh bi này này. Trùng đây. Đây mặt pha. Nói chung là nhà mình đứa nào cũng thích thì cần câu hết. Từ đứa to đến đứa nhỏ này. Đứa nào cũng kiểu đam mê từ nhỏ ấy mọi người ạ. Đây bắt pha đây. Úi giời ơi. Đấy. Nhảy xuống này, nhảy lên này. Hai đứa này thân nhau lắm mọi người. Hai đứa này ở với nhau từ ngày xưa rồi. Pha với trùng này. Nên chúng nó rất thân với nhau. Lúc nào cũng chơi với nhau luôn, không mà đánh nhau. Đấy. Con gạo này dám làm mà đây, cái kiểu làm tên lửa đây này, hai chân sau tê ra ui choi à. Thôi mình quay một chút thế thôi nha mọi người, mình tắt máy quay đây, mọi người vào những clip sau nha.